xin ban nhạc cho chơi nhạc đây là thôi đi ơi. Ông quý chị xong chưa? Ôi trời ơi sao xinh thế, áo dài đỏ rồi lại giường nhật đỏ hoan đào. Thưa quý anh chị, chúng em có một tiết mục văn nghệ cũng khá là dài và cũng khá là hay. Vâng, thôi thì mình ở lại với nhau để chúng ta cùng thưởng thức hỗ trợ cho chúng em trong những công việc chúng em tập tành đấy cũng hơi lâu đấy. Dạ vâng. Vâng, để cho chuẩn bị xin nguyên nhóm nữ vương bên tôi trong hoàn cảnh đón xuân. Vâng, xin quý anh chị ở trong liên nhóm nữ vương bên tôi chuẩn bị à. Vâng, nhạc đã tới rồi, đã lên rồi. Dạ vâng, chúng ta đã cảm thấy những điều nhạc du dương đi lòng hồ của chúng ta. Hơn thế nữa, chị liên nhóm của nữ vương Hòa Bình sẽ dịu dàng trong những tà áo đẹp này, dù đẹp này, nét mặt vui tươi này. Đức cha phải đi về, và đức cha có việc khác cho nên chúng ta một tràng pháo tay để thắp đức cha.
bên kia chút xíu nè. Vì lý do kỹ thuật, chúng ta có thể cho quý anh chị thì một chàng có tay thật là to rồi. Rồi, chưa xong, đứng lại, em cứ hoàng. Chưa xong rồi. Còn chàng quá. Chưa xong rồi đi. Còn chàng quá. Dạ, bây giờ, múa hay quá. Thế nên là được thưởng. Một bầu nó ai lên múa hay được thưởng.